em mình Kim lại lên sóng để giới thiệu với các bác, anh, các chị một chiếc xe 7 chỗ sản xuất 2016 bản full kịch nhập Nhật nguyên chiếc vừa mới về tại showroom bên em. Chiếc xe này là Mitsubishi Outlander. Đây là phiên bản 2.42 cầu số tự động 7 chỗ ngồi. Và chiếc xe này thì nhập Nhật nguyên chiếc luôn các bác nhé. Và hiện tại thì em đang chào bán giá công khai cho các bác, anh, các chị là 585 triệu. Nhưng mà giá xe này ấy, thì em vẫn có thể thương lượng được. Xe thì em cam kết với các bác là máy số nguyên zin, keo chỉ zin, xe không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích và không bổ máy. Thì các bác, anh, các chị nếu như quan tâm chiếc xe này thì chúng ta cứ đến trực tiếp cửa hàng em để xem xe, nhắn tin, gọi điện cho em qua số hotline. Đây, em quay một vòng khá là chậm, mở cốp điện đấy lắm. Em sẽ đang ở phần đuôi xe thì các bác nhìn luôn giúp em nhé. Con này hệ thống đèn của nó sáng bóng luôn. Con này có trang bị cốp điện hết rồi các bác này. Đây là chỉ cốp này. Em quay xe cũ này, hay quay chậm một chút để các bác, anh, các chị nhìn cho nó rõ luôn. Và chiếc xe này thì chủ đã thay nguyên một dàn lốp Michelin rồi. La răng hợp kim đầy đủ. Em đang ở chỉ cánh sau đây ạ. Đây là hàng ghế thứ hai. Em sẽ quay luôn nội thất. Đây là chỉ cánh lái. Ghế chỉnh điện đầy đủ hết các bác nhé. Với chiếc xe này rất là nhiều các tính năng luôn, như cân bằng điện tử này, rồi là gương kính chỉnh điện hết này, tay nắm trong và ngoài đều mạ chrome, rồi là cốp điện này, rồi là phím tích hợp trên vô lăng này, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng này, có để nổ thông minh start stop này, chế độ hai cầu tự động này, cài cầu tự động này, có phanh điện tử này, chế độ sấy sưởi ghế này, điều hòa tự động này, và có cửa sổ trời đây các bác. Đấy, có ghế chỉnh điện theo xe luôn. Thì chiếc xe này rất là nhiều có tính năng luôn. Con này là 2.4 các bác ạ. Con này động cơ 2.4. Đây, em sẽ quay luôn cho các bác. Về phần máy số keo chỉ thì em sẽ cam kết cho các bác là keo chỉ nguyên zin, máy số nguyên zin và xe không tai nạn, không ngập nước. Còn sơn si thì xe cũ rồi, là 2016 thì nó sẽ không còn là sơn zin đâu các bác nhá. Nó khoảng tầm 70-80% sơn zin của xe thôi. Các bác xem luôn giúp em cái đây, máy của chiếc xe này. Đấy, em quay chậm là từ chi tiết ốc chân máy này. Đấy, rồi là ốc răng này. Đầu răng hết, em quay chậm như thế này các bác này nhìn luôn. Đấy, từ cái ốc của nó còn sáng choang như này luôn ạ. Đấy. Đó, các bác nhìn luôn này, ốc nắp cabo. Đấy, con này nó quá đẹp luôn á. Tôn vỏ mỏng tang luôn. Em sẽ quay luôn đầu xe để các bác cùng nhìn này. Đấy, hệ thống đèn của nó là đèn full LED tự động nhá. Đèn bi LED này và một viền rải LED tự động này. Đấy, hệ thống rửa đèn pha tự động này, cảm biến trước và sau. Xuất sắc luôn cho chiếc xe Outlander 7 chỗ. Nhập Nhật nguyên chiếc. Và nếu như các bác, các anh, các chị quan tâm chiếc xe này thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em để chạy thử xe, test xe và yêu thích chiếc xe Outlander 7 chỗ nhập Nhật nguyên chiếc hai cầu số tự động này thì cứ nhắn tin nhé. Và nhớ follow kênh của em Hiền Kim để có thể cập nhật nhiều mẫu xe đẹp và chất lượng hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh, các chị, các bác rất là nhiều.